Xin chào các bạn, hôm nay mình xin đến các bạn đây là một cái mẫu quạt cầm tay mới nha các bạn. Đây, mẫu quạt cầm tay hình chú hưu. Đây, mẫu quạt cầm tay loại nhỏ thôi. Đây thì nó điều đặc biệt là nó vừa có chân đế và vừa không có chân đế, thì cái này mình cầm vẫn được nha. Đó, mình cầm quạt vẫn được và nó chỉ có một mức độ quạt thôi. Đây, cũng khá là ổn nha, khá là mạnh á. Cái pin này người ta theo như người ta nhà nhà sản xuất giới thiệu là có thể là khoảng được được hơn 1 tiếng rưỡi hơn nha các bạn. Đó, rất là mạnh. Đây, bạn nghe tiếng không? Đó, mạnh lắm, rất là ngon. Một cái mẫu quạt này thì chỉ có cái giá là khoảng 50 đến 55 ngàn thôi các bạn. Bạn nào mua hàng thì liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo là 0387728778 nha. Mình còn 3 màu như thế này. Đây, bạn nào mua hàng thì liên hệ với mình nha. Rất là ok nha. Ship code đến cho các bạn luôn. Chỉ có khoảng 25 đến 30 ngàn tiền ship nha bạn. Đây, đẹp ghê không? Lung lên luôn. Rất là quạt, rất là mát. Đó. Rồi, xin chào các bạn.